Nguyễn Hoàng Đức giành quả bóng vàng Việt Nam năm 2021. Năm 2021 là một năm bùng nổ của Hoàng Đức, là trụ cột giúp đội tuyển vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, vẫn luôn thể hiện tuyệt vời mặc dù đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục. Kỹ năng lẫn tư duy chơi bóng tiến bộ hàng ngày. Quả bóng vàng Việt Nam 2021 quá xứng đáng với Hoàng Đức. Cảm xúc của em bây giờ đang là rất là hạnh phúc và vui mừng khi được nhận danh hiệu quả bóng vàng của năm 2021. Để đạt được đến thành công ngày hôm nay thì em cũng cảm ơn tập đoàn cũng như câu lạc bộ chủ quản của em là câu lạc bộ Nói Viettel. Em cũng cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là đội tuyển quốc gia đã luôn hỗ trợ cho em rất là nhiệt tình và trong suốt quãng thời gian vừa qua. Em cũng cảm ơn tất cả anh em đồng nghiệp cầu thủ bóng đá và người hâm mộ đã luôn theo sát bọn em trong những năm vừa qua đã thi đấu rất là vất vả. Bên cạnh đó, quả bóng bạc thuộc về Quang Hải và quả bóng đồng thuộc về Tiến Linh.